Hello, xin chào cả nhà mình. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hôm nay là ngày Noel, cái video này đã làm rồi nhưng mà cứ quên bỏ lên rồi không có giờ. Bữa nay nói thôi để ngày mai, bỏ ngày mai nó để ngày mốt. Hôm nay mới bỏ lên được đây. Buổi tối tranh thủ đi ra ngoài tí xíu rồi bây giờ đang trên đường đi về nhà. Về nhà để đón khách, có mời mấy người bạn lại chơi. Bây giờ về đến nhà mình rồi đây, chuẩn bị đồ ăn uống ra. Gà tây thì đã nướng xong xuôi rồi, nướng 5-6 tiếng á, mới vừa xong rồi chạy ra ngoài tí xíu, bây giờ chạy trở lại về nhà. Con gà tây này đã nướng xong rồi, to chưa nè, đã nướng xong rồi. 16 pound là khoảng 7,25 kg. Mình đã ướp một ngày trước, rồi khi nướng là sẽ cắt thêm rau củ quả bỏ trong bụng nó nè, lá chanh rồi cam quýt bỏ trong á, bỏ cam quýt rồi celery rồi apple, pineapple, khóm á mọi người. Rồi mình bỏ khoai tây cũng được, cà rốt. Rồi mình bỏ nhiều thứ lắm trong cái bụng á. Rồi mình bỏ nguyên trái chanh giỏng luôn, vỏ chanh, vỏ cam gì cho nó thơm. Bỏ sả nữa, sả bình mình để nguyên cây á, mình cột lại xong mình bỏ trỏng. Rồi chanh mình cắt nhỏ nhỏ, lá chanh mình bỏ vào trỏng khi mình nướng á, nó thơm lắm. Rồi mình đổ cái nước dừa tươi coconut á, coconut juice mình đổ vô để cho nó juicy khi mình nướng xong, nó khỏi thịt gà nó khỏi bị khô. Rồi mình bỏ thêm nước cam nữa. Rồi năm nay mình bỏ thêm một miếng sữa tươi nữa nha, cho nó lạ lạ. Bỏ sả, bỏ nhiều thứ đã ướp trước một ngày, rồi đổ nước dừa thêm nướng, rồi nước cam nữa. Bây giờ bắt đầu bỏ vô lò nướng. Còn cái này là mật ong, khi nướng gần chín thì mình sẽ quét lên trên cái bụng, trên mặt trên của con gà khoảng 2 lần để cho mật ong nó vàng cho đẹp á. Con gà rất là to nè, 16 pound là 7,25 kg cam đó. Rồi mình có cho một xíu sữa tươi vào nữa. Nói chung là mình bỏ rất nhiều thứ trong cái con gà này để cho nó juicy, nó đừng có khô á. Rồi đổ ngập nước. Bây giờ mình bật cái lò lên khoảng 385 nè. Nó gà này nướng gần xong mà mình không có để trong thời gian nướng á, mình không có quay mất thời gian lắm. Nướng thì mình để khoảng là 385, có khi mình giảm xuống khoảng 350, rồi để đó để khoảng 5-6 tiếng vậy đó. Trước khi nướng á, thì mình đậy một cái miếng giấy bạc á, đậy lên trên để cho nó đừng có cháy. Rồi chừng nào mà gần chín thì mình mở nó ra, mình quét mật ong thì mình mở ra luôn. Món gà của mình ngon chưa? Bây giờ mình bỏ ra cái dĩa, chứ mình bỏ trong cái đó cái tray nó to quá. Rồi bỏ chụp rồi nhìn con gà nó quá đẹp. Khi lấy con gà ra nó nướng nó hơi lâu. Thank you.
xong rồi bây giờ bỏ trái cây nè, hộp hướng dương sunflower chip với lại chip, rồi khóm pineapple nho ra ăn. Rồi có một ổ bánh hồi nãy cô bạn này đem lại cho nè, bánh nó cũng ngon. Apple, you put apple in? Yeah, apple, sometimes I buy different stuff. Apple, why for?